Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 7, hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thi hành một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã được tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ban ngành tỉnh. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành một số luật nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua. Báo cáo triển khai thi hành nghị quyết số 129/2024 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, báo cáo về những nội dung cơ bản và yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện quy định số 178 ngày 27 tháng 6 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đặc biệt, các đại biểu cũng đã được quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm và công tác chuẩn bị triển khai thi hành một số luật như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đường bộ, luật các tổ chức tín dụng, luật bảo hiểm xã hội, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật thủ đô. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng góp phần đưa các luật nghị quyết mới ban hành vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây còn là dịp để các bộ ngành địa phương trao đổi, thảo luận về những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong thực tế, cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. Ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vừa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú về thực hiện kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện kết luận số 21, Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm, điều động cán bộ và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm, công tác tiếp nhận xử lý đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú và đề nghị bổ sung thêm số liệu để đoàn giám sát hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chiều nay ngày 30 tháng 7 tại Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự của ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1770 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động ông Lý Rô Tha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đến công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng ông Lý Rô Tha được lãnh đạo tin tưởng điều động về vị trí mới. Đây vừa là niềm vinh dự, cũng vừa là trách nhiệm và mong muốn rằng với vị trí nhiệm vụ mới, ông Lý Rô Tha tiếp tục học tập nâng cao trình độ, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân. Nhận nhiệm vụ, ông Lý Rô Tha hứa cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.